Vâng, có vẻ như Hoàng Minh Nhi chuẩn bị xoay quân rồi. Vâng, mỏ quả đã thấy. Mỏ quả 7 cây luôn. AC, Yamato, Hitty và Summer là quân bên phía của Indogame. Vâng, có cả AC và Yamato, thêm cả Hitty và Summer. 4 quân rất khỏe. Tuy nhiên bên phía của Hà Nội có những quân gì? Hoàng Minh Nhi cầm Yamato. Tuti cũng Yamato. Ồ không, đây là Linda. Tuti, Katarian. Và Gunny cầm Pan. Pamirian lại ở trong cánh mất rồi. Vâng, chúng ta sẽ theo dõi màn hình của Tuti để cho tiền đạo của chúng ta chuộc lỗi trận vừa rồi, đã để thua trước một tay chém bình thường là ninja cận thị. Tuy nhiên trận vừa rồi Tuti chính là bị lỗi bốn con voi. Chúng ta sẽ theo dõi trận này Tuti sẽ gỡ lại pha đầu cánh vừa rồi như thế nào. Chúng ta đang theo dõi trận đấu thứ hai của C đầu tiên giữa Hà Nội và Indoor Game. Và ở trận đấu này thì bên phía quân của Indoor Game quân đẹp hơn rất nhiều so với bên phía của Hà Nội. Tuy nhiên thì bên phía của Hà Nội thì có chém tuyển Pamiran. Và trận này thì bên phía Hà Nội có tới 4 chém. Tuti đã tìm ra được hiêu quả. Tuti bắt đầu câu hai con voi về. Con voi đầu tiên. Trận này nhà của Tuti có tới 2 mỏ quả phụ. Hai mỏ quả, một đàn hươu, hai voi. Một trận cực khỏe. Vâng, con voi đầu tiên đã được câu rất mượt mà. Vâng, và chữ S đầu tiên sẽ được Tuti đóng ở một vị trí vô cùng thuận lợi cho việc ăn gỗ cũng rất đẹp và đá hươu về thì cực gần. Trận này sẽ là một trận đánh phũ của Tuti đây. Chúng ta sẽ chờ đợi xem Tuti sẽ chém như thế nào ở trận này. Khi mà bên phía của Hà Nội trận này có tới 4 chém. Vâng, tuy nhiên thì chiến thuật đưa ra tôi nghĩ rằng sẽ rất dễ đoán, đó chính là Linda cầm Yamato sẽ đánh cung A để đối đầu với cả hai cung tuyển là một Hitty và một AC bên phía của đối phương và nhanh chóng bật 4 thì mới có thể giành chiến thắng được ở trận này. Điều này thì phụ thuộc rất nhiều vào các chém tuyển bên phía của Hà Nội, đó chính là Gunny cầm Pan trong cánh và Tuti thì Kataria cánh này. Cánh kia tin tưởng vào Hoàng Mai Nhi có thể đỡ cân nhà. Lúc này thì bên cạnh nhà chính của Tuti đang có hai sắc voi. Một đàn hươu gần bãi vàng, vâng, tài nguyên sắp xếp cực kỳ đẹp cho Tuti. Đàn hươu ở phía trên nhà của Tuti thì gần bãi vàng, do đó thì ăn hươu hoàn toàn có thể ăn vàng ở đời 3. Tuti quyết định ăn mỏ quả này trước, rất dễ hiểu thôi, bởi vì đây là mỏ quả chìa ra ngoài. Ăn mỏ quả này sớm thì sẽ tránh việc đối phương chém sớm vào mỏ quả. Bởi vì nếu như ăn quả trên trước thì ép đời xong ăn một quả này trong quá trình ăn để ép quân thì sẽ bị móc máy rất khó chịu. Tuti đã lựa chọn ăn xa trước. Vâng, và một đám dân thì được đẩy lên ăn hươu cạnh bãi vàng. Tuti đã đánh tới 26 dân. 8 phút 04 em kích đời với 26 dân Katarian. Vâng, bên phía của Indo Game cộng với cả Tiểu Bạch Long trận này có hai cung tuyển là một AC một Hitty cực kỳ bất trị. Do đó thì các game thủ bên phía của Hà Nội chém buộc lòng phải cực trâu và sau đó thì Yamato phải được đẩy đến 4 vô cùng sớm thì mới có thể giải quyết được trận đấu này. Và lúc này thì cơ sở cho việc Tuti chém phũ đã có, nhà khá giàu có. Sau khi lên đời xong ăn vàng, Tuti còn có thể ăn thêm được đàn hươu. Vâng, kích đời rồi, Tuti bắt đầu xây nhà điều kiện. BM và BL đang được gõ gấp rút bởi vì thực đã gần đủ. Mười ba mươi hai, Tuti kích đời với 26 dân Katarian, rất khỏe. Sau khi lên đời xong, Tuti đẩy dân về và ăn vàng. Bên cạnh đó còn xin lỗi các bạn là ăn một quả.
Bên cạnh đó thì đàn hươu đã được khai thác rồi, rất khỏe. Một mỏ quả phụ dành cho Tuti để Tuti đánh chém. Vâng, và với lực như thế này Tuti hoàn toàn có thể nâng cả công của thủ cho ngựa giò của mình. Con ngựa giò của Tuti bắt đầu xuất trình. Ở cánh bên kia Hoàng Minh Nhi có vẻ như còn khá khẩm hơn, điểm số còn cao hơn cả Tuti, mặc dù Tuti trận này đã ép đợi cực chuẩn rồi. Vâng, và lại còn rất gần nữa nhà của Ninja Cận Thị. Vâng, một pha trả thù tàn khốc đây, khi mà trận trước Ninja Cận Thị đã đánh cho Tuti bung xịp. Lúc này thì con ngựa giò của Tuti đã tiên phong sang nhà của Ninja Cận Thị. Dân của Ninja Cận Thị đã én ra khỏi nhà khá xa. Con ngựa giò của Tuti nhất quyết phải đi tìm. Có vẻ như chiếc BG này chỉ được dâng cao thôi, chưa chắc nhà của Ninja đã ở đó, phải là ở góc 6 giờ thì đúng hơn. Tuti bắt đầu cho ngựa giò quay ngược lại. Ngựa giò của Ninja đã tới. Đúng lúc đó thì Tuti đã lên lời xong. Vâng, và con ngựa giò của quân Cản Tử Gunny vừa mới đi qua. Vâng, nhà của Ninja đây rồi. Bãi vàng chưa kịp bao bế gì cả. Một dân của Ninja Cận Thị đã bị tiêu diệt. Vâng, pha vẩy e của Tuti để bắt giò. Con giò của Ninja Cận Thị đã không còn đường rút lui, nhanh chóng bị đập chết ngay. Tham của Tuti lúc này là 28 trên 32. Cùng với sự hỗ trợ của Gunny, chắc chắn là Ninja Cận Thị trận này sẽ vẹo cực sớm. Ninja Cận Thị trận này cầm Yamato màu 6. Vâng, vẫn còn một dân. Kiểu này mắt kém rồi, đã không kịp nhìn thấy một dân vẫn còn đứng chơi ở đó của Ninja Cận Thị. Hai con lạc đà của Tuti đang phi tới, và ngựa giò thì tiên phong đi vào bên trong trước. Ninja Cận Thị lúc này thì là nhiệm vụ của Gunny rồi. Vâng, Tuti đã tới nhà của Yugi. Yugi trận này cầm AC. AC đã có bánh xe. Và nhà của AC lúc này có vẻ như lực đang rất khỏe. Rất nhiều ruộng đã được vẽ. Tuti lúc này đang chém điên cuồng ở cả hai nơi. Hoàng Mai Nhi cùng với cả Tuti ở đầu cánh đang chém cực tốt. Và Gunny thì đang hỗ trợ rất tốt cho Tuti, khi mà lúc này thì đang quản nhà của Ninja Cận Thị giúp Tuti đánh chém sớm lên trên. Quả thực trận này mà Tuti vào muộn hơn nhà của Yugi một lúc nữa thôi là sẽ vô cùng nguy hiểm. Bởi vì chúng ta có thể thấy rằng số ruộng nhiều như, vâng, ruộng cò bay mỏi cánh ở trong nhà của Hoàng Mai Nhi. Xin lỗi bạn, là nhà của Yugi. Vâng, lại còn thêm cả lạc đà của Gunny đã tạt sang đây rồi. Vâng, thằng bé đang đánh Ninja Cận Thị có vẻ như là đã rất nôn nóng, phi ngay cả lạc đà sang đây để cùng với đồng đội của mình là Tuti ăn tươi nuốt sống Yugi. Đã sang phút thứ 17 và chúng ta sẽ dạo một chút qua màn hình các game thủ còn lại bên phía của Hà Nội. Hoàng Minh Nhi tham này đã là 31 trên 40 và đang chém cực tốt ở nhà của màu 7. Và Tiểu Bạch Long ở trong cánh đã đẩy quân ra để hỗ trợ, đang lên móc máy nhà của Hoàng Mai Nhi rồi. Tuy nhiên thì cung A của Linda đã sang. Tôi vừa nhìn thấy bóng dáng của cung A rồi. Vâng, cung A chưa thèm mặc áo, ăn mặc rất phong phanh. Vâng, và Hoàng Mai Nhi bố trí bơm ngay cho Linda một chút đồ để có thể mặc chiếc áo thứ hai cho cung A của mình. Cung A đã mặc áo rồi. Tiểu Bạch Long đang đẩy rất châu quân lên cánh này. Cánh này có thể nói rằng là không khỏe. Tuy nhiên thì cũng không dẹo. Trong khi đó thì vâng, Linda này tham đang 46 trên trên 56. Quân vẫn đang được đẩy đều sang để đỡ nhà cho Hoàng Mai Nhi. Cánh bên kia thì hai thầy trò nhà Gunny và Tuti đang đánh cực tốt. Vâng, tuy nhiên vừa rồi là soi tham. Tham của Tiểu Bạch Long đang nở ra không cưỡng. Hitty. Tham của Tiểu Bạch Long trận này cầm Hitty cực kỳ phũ phàng. Trong đó thì tôm trận này thì cầm Summer là một loại quân cực kỳ khó giết. Lúc này Tuti đang bị Ninja Cận Thị quay ngược lại chém. Còn Gunny thì sao? Vâng, Gunny tham chém 32 trên 44. Lúc này thì Gunny cùng với cả Tuti thì vẫn đang quản hai người ở cánh bên này. Sẽ vô cùng nguy hiểm nếu như để cho Tiểu Bạch Long phát triển tự tự do ở cánh bên kia. Như chúng ta đã biết thì lối đánh của Tiểu Bạch Long là sóc dân nhiều hơn sóc quân. Do đó thì việc phát triển tay to lên 4 cực kỳ dễ dàng đối với Tiểu Bạch Long. Đặc biệt là trận này Tiểu Bạch Long lại cầm quân Hitty, là một quân siêu tuyển trong việc đánh cả đề 3 và đề 4.
Nhiệm vụ của các game thủ bên phía của Hà Nội đặt ra lúc này là phải dẹp nhanh cánh bên này và sau đó thì hợp quân tổng lực vào nhà của Tiểu Bạch Long. Để cho Tiểu Bạch Long đi phát triển đến phút thứ 25 thì sẽ là khó cưỡng. Tham của Gani lúc này đang là 37 trên 56. Lạc đà đang bảo kê ở nhà của Linda kha khá. Lúc này thì Yugi đã tụ được kha khá cung và bắt đầu quay ngược lại. Lúc này thì tham của Linda có vẻ như đã nở ra kha khá. Chúng ta sẽ chuyển sang màn hình của cụ rùa. Vâng, tham của Linda lúc này đang là 64 trên 84. Tuy nhiên thì đang bị bảo kê bởi Tiểu Bạch Long. Vâng, bị lộ mất cái nhà BK rồi. BK đã được đóng lộ liễu quá. Và như vậy thì đương nhiên là bên phía đối phương đã phát hiện ra Linda bật thẳng 4. Lúc này thì toàn bộ số quân của bên phía Hà Nội phải lao về để bảo kê cho Linda. Để cho đối phương mặc dù biết cũng không thể cưỡng được thì mới là vấn đề. Chúng ta vẫn đang quan sát màn hình của Linda. Tham của Linda này đang là 70 trên 104. Này Linda đang đẩy quân ở xung quanh nhà của mình, bảo kê cực kỳ cẩn mật. Đặc biệt là đồng đội của Linda cũng đã hỗ trợ cho Linda ở cả hai cánh. Với việc Linda được bật thẳng 4 như thế này thì bên phía của Indo Game cộng Tiểu Bạch Long cũng sẽ phải có một chiến thuật hợp lý đưa ra để cho Tiểu Bạch Long lên 4 sớm. Hai nhà cung tuyển bên phía của Indo Game thì lúc này có AC của Yugi không khỏe. Hợp cung. Linda đẩy cung A cùng với cả lạc đà của Gunny lao về bảo vệ cho nhà của Gunny. Linda đã lên 4 thành công rồi. Tham này đang là 84 trên 108. Ở nhà của Linda đúng lúc đó thì có một đạo lạc đà của Tôm lao vào. Vâng, tuy nhiên thì số lượng lạc đà của Tôm lao vào không thể đối đầu được với số cung A Linda đang để ở trong nhà. Lúc này thì Linda đã có những con hot đầu tiên. Linda đang tụ hot, nâng cấp nốt công nghệ cho những con hot cùng với cả cung A của mình. Sau đó thì sẽ lập kế hoạch để tấn công sớm. Bên phía của đối phương còn có hai nhà đánh chém để kết hợp với cung, do đó thì việc Linda cần làm này đó là nâng cấp bắn chặn để cho lạc đà cùng với cả ngựa chém của đối phương hết đảo. Những con hot đầu tiên của Linda đã bắt đầu xuất quân ra khỏi nhà và đồ đạc đã được bơm cho Linda rất phũ. Tham của Linda đã lên 94 trên 112. Vâng, và lạc đà của Tôm thì đang dồn theo sát nút, tuy nhiên Linda đang lui về. Bắn chặn đã nâng cấp xong. Còn đầu máu và lửa nữa, tuy nhiên lửa sẽ được nâng cấp trước để tăng đam. Tham của Linda này đang là 97 trên 112. Sau khi Linda lên 4, Linda sẽ quản bản đồ như thế nào đây? Chúng ta sẽ được chứng kiến trận lên 4 của huyền thoại Linda. Tham của Linda đã tăng lên 105 trên 112. Và đương nhiên là Hot sẽ được nâng mắc giáp sớm. Đầu tiên là một nhóm dân ăn vàng của Tôm. Vâng, có vẻ như là hơi quá cẩn thận rồi. Với việc có bắn chặn rồi thì dân không thể chạy được, do đó thì đứng sát vào thì cũng không làm gì cả. Linda bắt đầu hành quân. Và nhóm dân đầu tiên của Tôm vừa mới bị tiêu diệt trước những con hót. Lúc này thì dường như là Linda đang tấn công giền giữ để chờ đồng đội của mình. Trên bản đồ con chúng ta có thể thấy rằng đám quân của Tôm đang kéo về. Vâng, và nhóm cung của Linda đã đứng giải ra làm hàng dài, do đó thì đã bị lạc đà của Tôm cắt đôi và đã bắt được một nửa. Tham của Linda tăng lên 114 trên 132, Hitty lên 4.
Đương nhiên là như vậy rồi, với việc Yamato lên 4 thì đương nhiên là Tiểu Bạch Long sẽ được đẩy lên 4 ngay cùng lúc với cả Linda. Và lúc này thì pháo của Hitty đang di chuyển, vâng, 4 pháo to được áp sát vào nhà của Linda rồi. Vô cùng tai hại. Sẽ vô cùng phũ phàng bởi vì việc Hitty áp 4 pháo này vào thì Yamato không có cửa. Tuy nhiên thì lúc này thì cần phải báo, thưa vâng, gọi điện ngay cho Gunny để Gunny mang lạc đà ra điều trị mấy con pháo này. Lúc này thì Ninja Cận Thị cũng đã có cung A. Yamato của Ninja đã hồi lại. Thêm cả cung R của Yugi. Linda lúc này đang quản bản đồ, tránh xa những con pháo của Hitty. Vâng, lúc này thì cuộc chiến không còn là của riêng Linda và Tiểu Bạch Long nữa rồi. Bởi vì lúc này thì cuộc chiến sẽ là việc quản quân tốt hơn. Xin lỗi bạn là quản dân. Linda lại vừa mới bị Tôm bắt mất một nhóm hot rồi khi mà hot đang di chuyển. Vâng, Linda vừa mới vẩy E. Một pha vẩy E khá nghệ thuật của Linda. Rất nhiều lạc đà của Tôm đã bị tiêu diệt ở pha đấu này. Vâng, cả một đội lạc đà. Dám bắt hot của Linda. Và lúc này Linda quay lại trả thù ngay. Một nhóm lạc đà cực lớn đã bị tiêu diệt và lúc này Linda đang tụ toàn bộ quân. Đồng đội của Linda là Hoàng Mai Nhi. Vâng, Hoàng Mai Nhi đội này đã hồi lại được chưa? Pháo to, vâng, pháo Hitty. Lúc này thì chắc chắn là Tiểu Long sẽ đánh châu pháo hơn là châu quân. Nắn nót quá rồi. Rất nhiều hot của Linda vừa bị tiêu diệt. Tuy nhiên thì bù lại Linda cũng đã ăn được cơ số pháo. Chúng ta có thể thấy rằng Tiểu Bạch Long đang đánh rất trâu pháo. Pháo vẫn đang hành quân ngược lên. 7 con pháo. Pháo Hitty quá kinh. Vâng, còn đây là nhà của Tuti, tham 53 trên 72. Còn Hoàng Mai Nhi, Hoàng Nhi tham đang là 36 trên 64. Vâng, còn Gunny thì sao? Gunny Parmidan vẫn còn 32 trên 64. Lạc đà đang đảo khắp nơi để quản. Các thành viên cả hai bên đều đang có xu hướng bật lại thật nhanh. Bởi vì lúc này Linda và Tiểu Bạch Long sẽ không thể giằng co được lâu. Đặc biệt là Linda không thể giằng co được lâu với cả Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long chỉ cần đánh trâu cung R của mấy pháo cũng đã là vô cùng nguy hiểm rồi. Quay trở lại với màn hình của Linda, lúc này tham 120 trên 172. Quân của Linda vẫn đang rền rứ. Thực của Linda đang cực nhiều. Linda đang cực kỳ vất vả khi mà đối đầu với những con pháo Hitty. Tham của Linda lúc này đang là 130 trên 172. Tuti vừa mới lên 4 thành công. Và lúc này thì nhà BA của Tuti đang bị Yugi quản. Tuy nhiên thì Linda đã lao sang ngay. Bởi vì Hot di chuyển cực tốt. Vâng, pháo hit đang đứng rất đông và chờ đám quân của Linda tới. Lúc này thì phải chờ bạn Gunny thôi. Lúc này thì Hot của Linda phải đi cùng với cả lạc đà Gunny. Gunny cần phải trâu lạc đà. Vâng, giá như pha vừa rồi là pha bật 4 của Gunny thì có cơ sở hơn rất nhiều. Bởi vì Parmesan lên 4 thì đẩy sóc đôi thì mới là quan trọng. Bởi vì bên phía này đã có một hot rồi, đánh thêm một hot nữa thì cũng không không hiệu quả nhiều. Theo tôi nghĩ thì là như vậy. Đã có hot rồi thì cần phải có thêm cận chiến để tiêu diệt pháo của Hitty. Bởi vì thêm một nhà đánh hot nữa thì chỉ có tốn vàng thôi, chả làm cái gì. Vâng, bí mật, bí mật, bí mật. Cực kỳ tai hại nếu như để cho số pháo này thoát. Toàn bộ số hot, xin lỗi bạn là toàn bộ số pháo vừa rồi của Lady Gaga đã bị Linda bắt dọc đường. Vâng, hot đã lên thần. Hot Yamato đã lên thần và bắt đầu càn lướt bản đồ. Tuy nhiên Lady Gaga này thì đang phủ nhà của Tôm cực khỏe. Tôm sẽ rất khỏe. Vâng, chúng ta có thể thấy đối đối đầu với cả Yamato thì bài châu pháo chính là bài duy nhất mà Lady Gaga lựa chọn.
Số hót chỉ vừa đủ để tiêu diệt lạc đà nếu nếu như mà lạc đà lao vào. Không có lạc đà, vâng, Linda không thể nướng được chỗ quân này. Không có một quân cận chiến nào giúp Linda ở pha vừa rồi. Nhà của Linda sẽ bung nhanh chóng ở pha tấn công đông pháo này. Đúng như chúng ta dự kiến là đối đầu với Yamato thì đương nhiên là Lady Aga sẽ châu pháo nhiều hơn là châu hót. Rất khủng. Pháo Hitty đang dã điên cuồng ở nhà của Linda. Vâng, như vậy tôi đi sai rồi. Vâng, và bên phía của InnoGame thì Ninja Cận Thị cũng đã bật 4 thành công. Lady Aga thì nhà vẫn còn đang cực kỳ ổn định. Tỷ số là 2-0 cho InnoGame cộng Tiểu Bạch Long rồi. Những pha tấn công vô cùng thông minh và chiến thuật thì cực kỳ rõ ràng của thành viên bên phía của Indoor. Đã có 2 trận thắng. Chúng ta chờ ít phút đến với trận đấu tiếp theo. Trận đấu thứ 3 của set đầu tiên.